Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn giáo viên đánh giá học sinh tiểu học bằng lời nói thay điểm số sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 10 tới. Cùng với đó cũng sẽ bỏ danh hiệu học sinh giỏi cấp tiểu học. Theo đó, việc đánh giá toàn diện học sinh sẽ được các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và một số biểu hiện năng lực chứ không bằng điểm số như các cách đánh giá trước đây. Các nội dung đánh giá cụ thể bao gồm quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học. Việc đánh giá cuối học kỳ và cuối năm học đối với các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc được thực hiện bằng bài kiểm tra. Kết quả cuối kỳ, nội dung khen thưởng cho học sinh ghi cụ thể trong giấy khen, các mục có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất. Đặc biệt không có danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Ngoài ra, bài kiểm tra định kỳ được cho điểm theo thang 10 chứ không có điểm 0.